Thưa quý vị, vào tuần trước thì tại thành phố Los Angeles đã có Đại hội Điện ảnh của người Ấn Độ. Thưa quý vị, diễn ra hàng năm thì họ diễn ra trên thành phố Los Angeles. Và trong cái buổi ra mắt thầm đỏ của cuốn phim, cái cuộc chiếu phim của phim Gangs of Wasseypur vào thứ ba tuần trước thì Kristi Danker đã có mặt tại rạp hát, đó là ArcLight Hollywood trên thành phố Los Angeles. Những khách mời đặc biệt đã bao gồm có như là nữ tài tử Frida Pinto được biết đến qua phim Slumdog Millionaire, nhà làm phim Anurag Kashyap được biết đến qua Gangs of Wasseypur 1 and 2, cũng như là Artie Shakira được biết đến qua The Food Network's Taste in Translation, Ben Rappaport được biết đến qua đó là Hope Springs của cuốn phim mà anh xuất hiện vào năm ngoái, cũng như là chương trình trên đài NBC là Outsourced, cũng như là Rupak Gin được biết đến qua Royal Pains được trình chiếu trên đài USA Network, thưa quý vị, cũng như là Chitelle Chef được biết đến qua I Can't Think Straight, cũng như là Nimi Haragosma được biết đến qua Mother Teresa. Sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi với chúng tôi cái buổi trình chiếu phim đặc biệt trong gọi là Opening Gala của phim Gangs of Wasseypur tập 1, thưa quý vị, với Christine Anh Thơ. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị vài nét về lễ hội điện ảnh IFLA 2013. Hiện thời thì đang trong năm thứ 11. IFLA 2013 là một tổ chức bất vụ lợi dành riêng cho sự đánh giá cao một cách rộng rãi của văn hóa và điện ảnh Ấn Độ bằng cách trình chiếu những bộ phim, vinh danh các nhà tổng giám đốc trong kỹ nghệ điện ảnh và vận động cho những quan điểm đa dạng của cộng đồng người Ấn. Your movie Arjun Warrior Prince is going to be, you know, is part of the Indian Film Festival. How does that feel? It's fantastic getting this exposure here in Hollywood for an animated feature which is made in India. It's pretty good. So what's it about? It's an old mythological story. It's a story that every Indian knows. It's a very, very old one. And it took us a while to put it together, 3 years. And yeah, we are very excited. So tell me about this short film that you're in. Didn't you hear when I told her? No. I've said it 4 times now. It's basically about a girl who was raped by soldiers in Sri Lanka, and then she was disowned by her parents because she fell pregnant, and it's how she wanted to keep the baby. So to do that, she became a nun. And so she hoped that the child would be protected, but unfortunately, she realized that you couldn't protect her daughter either. So it's her sort of struggle in trying to protect her child from what happened to her. So tell me about your film. My film is called Filmistan, and it speaks about India-Pakistan relationships from a very common man's perspective, and about how movies have the capacity to cross borders. That's what it is. And how does it feel to be a part of the Indian Film Festival here in LA? It is quite an honor to be here. It's a pleasure bringing a film here to an audience which is staying away from India and to an international audience. It's a pleasure being here. Yeah. So you are Miss India California. Correct. What brings you out to the Indian Film Festival? I'm just excited to see what movie we're watching today and get to meet the directors and watch a great movie. Do you want to be an actress? Watch it, it feels good. You know, I haven't quite decided yet, so I mean, we'll see. So you are a Bollywood celebrity, and so tell me what movies you're working on right now. I'm shooting a movie called Punjabi Professional. It shoots in LA and Vegas and around LA. And we're supposed to complete it in about a month. Okay, so is it going to be an American film? Or? No, it's a Bollywood film. So how does it feel to be at the Indian Film Festival? It feels great. I mean, this is where, you know, I came from, and it's great to kind of come back to a film festival that really encourages films of, you know, from like new, I think there is probably one or two films. Are there any films with like new filmmakers? No, but there are definitely newer actors in films. And I think it's really nice and very encouraging of the film festival to have films like, you know, Gangs of Wasseypur, which is not a new filmmaker, but Shahid, and then there's Reluctant Fundamentalists. So I think it's amazing that this, it's like a wide range of films. And what's your upcoming project? I have 2 films coming out this year. One for sure I know is going to come out this year. It's called Desert Dancer, and it'll be exciting. Let's see what happens.